trên tầng mây da. Ngôi sao khoai tây, hey. Sáng thức giấc ôi kỳ ghê, hôm nay sao căn nhà yên thế. Chẳng có uyên nhưng chẳng hiểu giờ đâu mà thấy sao rầu rầu. Bố mang nghĩa ông dày la, tôi dám mang câu thì mày lại lên tiếng. Rất rối sáng tối và friend hôm nay im im là chẳng thiệt. Tự nhiên lại chẳng thiệt. Hằng ngày đã quen với những điều phiền toái. Con yêu tiếng ông dày la, hey. Con tim mà ba dày nhau. Bên kia chú chim vừa ca, chú chim hoàng ca. Giờ giấc cho gia đình ta. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không có dành cho những chuyện vô phím. Ngôi sao khoai tây vẫn ở trên tầng mây, ta ngồi đây và vẫn cứ tám chuyện. Vậy mấy thứ tầm thường qua đi, vì sẽ cứ luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta có những củ khoai tây thật ngọt, vậy hãy cùng nó lên món cà ri. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thành thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Con đang ở đâu, bệnh viện nào? Mẹ tới liền. Và sau đây là một số những nội dung tin tức quan trọng trong ngày. Xe tải chở 2 tấn khoai lang bị lật ở ngoại ô thành phố. Công an quận B vừa giải cứu thành công một vụ tự sát tập thể gồm 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ, trong đó có 2 người nước ngoài. Trong đêm giao thừa tại khách sạn Marlin, một nhóm người chơi pháo hoa trái phép dẫn đến bị thương. Một người đàn ông 60 tuổi vừa bị nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng vì tập thể dục quá sức. Và cuối cùng, thông tin bên lề, những người cao tuổi có tỷ lệ tự tử tăng lên vào cuối năm khi ở nhà một mình. Có một sự thật gây sốc là vài trong số những tin tức đó lại đến từ những người trong gia đình tôi. Mình không làm được tất cả những việc mà nó ghi ở trong này. Ủa, ba làm cái gì vậy ba? Bạn coi lại cái bucket list nè, là những việc làm trước khi ba chết. Nhưng mà xem đi xem lại thì ba không làm được. Và cả một năm qua ba vẫn chưa làm một cái điều gì hết. Đâu ba ghi gì đâu, ba cho con xem nhé. Cái bút gì vậy ba? Nó gọi là bucket list, là danh sách những điều mà bạn muốn làm trong một thời gian nhất định. Bucket list. Ooh. Wow. Leo đỉnh Everest. Ba muốn lặn biển, nhảy cao, nhảy bungee, học piano nữa. Lái mô tô đi giảm 5kg hả? Thì giờ cái lặn biển với lại leo đỉnh núi Everest thì ba bây giờ già rồi, sức đâu ba làm được cái chuyện đó. Con thấy đây nè, năm nay ba vừa mới mua mô tô rồi nè. Rồi còn giảm 3kg nữa kìa. Đã phải rồi, mua mô tô mà có lái được đâu. Còn có chuyện giảm cân, giảm được có 3kg trong khi mục tiêu là 5kg. Ồ, thiệt luôn á. Vậy là ba chưa làm được gì trong đây luôn á. Thì rõ ràng. Mà con thấy còn nhảy cao nè. Chắc ba giờ làm cái này chắc còn kịp ha. Khoan, ý cũng hay đó. Nhảy cao hả? Ừ. Có lẽ nó sẽ nằm trong tầm tay của ba. À, ba ơi, con suy nghĩ lại rồi. Ừ. Cái bụng của ba hơi bự đó nha. Nhảy chắc không quá nửa mét đâu ha. Tục bí đầu gì vậy? Giỡn hoài, ở đời có gì mình khó mình làm được mới hay. À, đợi đi, nhảy cao. Alo, anh đang làm gì đó? Anh đang nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Nè, khoảng không tĩnh lặng có gì vui mà ngày nào cũng nhìn vậy? Mai ba mốt rồi đó, anh có muốn mình gặp nhau không? Xong rồi làm gì đó để tiễn năm cũ đón năm mới luôn. Em muốn làm gì? Hay là mình nhìn vào khoảng không tĩnh lặng đi? Hay mình ra Phan Thiết đi anh. Ra đó là kịp ngắm bình minh đón năm mới luôn. Nếu vậy mình rủ Nikolai với Mina đi cùng được không? Anh hỏi thử hai người đó xem sao. Anh rủ ngày mai đi Phan Thiết đi không? Ủa, Nikolai với Mina đang ở kế anh luôn hả? Ừ, tụi anh cùng nhau nhìn vào bức tường mà. Ủa, đi đâu con? Con đi làm một cái việc quan trọng trước khi hết năm. Ủa, rồi con đi theo ba con hả? Con cũng đi làm việc quan trọng là ủng hộ cho ba con vui. Hiểu. Ba ơi, con đi nghe ba.
Ủa con đi theo chồng con đó hả? À, dạ không, con đi công chuyện. Nhưng mà ba nè, con nấu đồ ăn xong hết rồi. Ba chỉ việc múc ra là ăn thôi nghe ba. Con đi nghe ba. Rồi, đi hết trơn hết trọi. Còn mình tôi với con Hạnh ở nhà. Ê, ngày nào cũng vậy. Nội ơi. Ờ. Con đi Phan Thiết ngắm bình minh nha. Nội nhà vui vẻ. Bye bye. Ôi trời, đi luôn luôn rồi. Con mình tôi à? Ờ không, còn Đậu Đậu nữa. Ờ Đậu Đậu ơi. Đậu Đậu. Đừng bỏ một mình cô đơn nha con. Anh đến chưa? Em đang trên đường tới nè. Cái gì vậy? Cái gì hả anh? Tự nhiên ở đâu ra có cái hột quẹt từ trên trời rơi xuống trúng đầu em nè anh. Hột quẹt trên trời rơi xuống hả? Làm gì có chuyện đó hoang đường. Ủa? Anh sao vậy? Anh cũng có một thứ trên trời rơi xuống nè. Trời. Anh có món quà cho em nè. Quà hả anh? Có cái này là một tháng sau em cũng không chán nữa. Rồi ok, lát cảm ơn anh nha. Con biết không, hồi thanh niên á là ba nhảy qua 1m15. 1m15. Ừ, tất nhiên bây giờ ba sẽ phấn đấu nhảy 1m20 cho con coi. Ủa cái này thấp mà ba, con bước một cái là quà luôn á. Ôi, nhảy của ba là đúng kỹ thuật, là nhảy bằng lưng con ơi. Qua xào bằng lưng. Qua xào bằng lưng là sao ba? Tức là bụng sẽ ngửa lên trời, hiểu chưa? Xem đây. Đúng vậy, mình phải hoàn thành ít nhất một việc cần làm trước khi bước qua năm mới. Phải chào năm cũ bằng cách thật nhẹ nhàng. Sao không ba? Đau lưng không ba? Không sao. Ôi, cái này có lẽ là tại vì khởi động đó con, chưa có được nắm máy, hiểu chưa? Nhưng mà nhảy như vậy đè xuống cái sào đau lưng lắm luôn á ba. Không có con đường nào trải qua hầm hả con? Phải vượt qua những nỗi đau, con người ta mới thành công được. Dạ, đúng rồi. Chút xíu nữa là tôi đi đón Mina luôn, cho nên là chắc chắn là sẽ tới đúng giờ. Đúng rồi. Vậy nha. Ôi, anh ơi. Anh ơi, té rồi. Anh ơi. Thằng hoa. Ồ, cái này chắc là pháo hoa rồi. Ủa pha à? Anh vừa nhặt được cái này hay lắm. Cái này là pháo hoa đó. Trên trời nó rơi xuống á. Tại vì có cái gì mà từ trên trời rơi xuống được. Em bị sao vậy? Tự nhiên có cái gì trên trời rơi xuống đầu em á. Đó, em thấy chưa? Có đủ đồ trên trời rơi xuống đầu là thiệt đó. Nè, khoai ở đâu mà con chọi vậy con? Dạ, đằng kia có xe tải, nó mà ngã nên con lượm. Con có biết con chọi trên đây xuống trúng người ta dưới không? Con đem khoai trả người ta đi. Dạ. Ở phía trước có xe tải khoai lại bị lật kìa. Lên lượm người ta đi. Ủa, ba, thấy người gặp lại nhau. Bây giờ em chạy ra phụ người ta lượm khoai lang. Trời đất ơi, hay quá hen, hay quá hen. Giờ này hai người còn dẫn chơi nữa, chơi robot đồ nữa ha. Sao vậy? Xếp đồ chơi lên phòng tiệc chưa? Dạ rồi anh. Xong rồi bây giờ còn ở đây không lên đồ đi. Lên đồ gì anh? Trời đất ơi, tối nay là tiệc tất niên mọi người không nhớ hả? Bây giờ tranh thủ rồi lên đồ đi. Ăn tiệc tất niên. Cái đó em tưởng chỉ có nhân viên chính thức mới được tham gia thôi hả? Đâu có đâu, tất cả mọi người ở đây ai cũng được tham gia hết đó. Tranh thủ rồi lên đồ đi ha. Tranh thủ. Quên nữa, Nhung với Lâm đâu? Tại sao vậy hả? Cái phòng này lúc nào cũng vậy hết. Có được người này là mất người kia. Không bao giờ đầy đủ hết. Bực bội. Ê, sao ngồi đây vậy? Không có dự tiệc tất niên hả? Rồi làm gì khóc vậy? Tôi đâu có khóc đâu.
Này là chẳng qua nước mắt nó tự chảy thôi, tôi đâu có khóc đâu. Rồi làm cái gì mà nước mắt tràn bờ đê vậy cha? Mẹ gái tôi bỏ tôi. Thiệt á? Mà bỏ một cách vô lý luôn. Không được gọi điện thoại đàng hoàng giải thích cho tôi hiểu nữa. Mà nhắn tin mà thấy tức không? Tôi không hiểu tại sao luôn. Người nhau mà cũng có bạn gái nữa hả? Ý bà làm sao? Thì tôi thấy người nhau cũng có bạn gái nữa, tôi ngạc nhiên á. Mắc gì ngạc nhiên hả? Ừ. Mà sao chia tay? Chắc thấy tôi lùn, mớm, không có đẹp, cho nên chia tay tôi. Nhưng mà bây giờ nè, bà bình tĩnh, mình nói câu công bằng đi. Nhìn tôi cũng được đúng không? Đâu có tới nỗi nào đâu đúng không? Tôi thấy ông tự tin á. Nhìn sâu vô ánh mắt của bà là tôi hiểu rồi. Mấy người hù nhau ăn hiếp tôi, được rồi. Tôi sẽ cố gắng, tôi đi làm, tôi kiếm thật nhiều tiền. Xong tôi đập mặt, tôi phẫu thuật lại từ đầu tới cuối giống như bà vậy đó. Xong tôi đẹp lên, tôi đi trả thù đời cho bà coi. Ê! Ê cái gì? Mặt này đẹp tự nhiên, không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Tự nhiên đem tiền người ta bác sĩ sửa thì có. Tôi nói không phải là không phải. Tôi nói cho ông nghe, ông bị bạn gái đá là đúng rồi. Ông vô duyên quá. Mà ông ra đường á, ông coi chừng bị trâu đá, bò đá, sư tử đá, rồi tôi đá chết ông nữa. Bực mình. Sao mà nhiều con đòi đá tôi như vậy? Ôi! Chưa. Con nói là không qua được mà. Phải qua. Sao giờ này hai cha con ông chưa về nữa? Không về. Trễ khi rồi. Nào tôi qua cái mức này tôi mới về. Nhưng mà bây giờ trễ lắm rồi đó. Không trễ giờ phải qua rồi tôi mới về. Nhảy sào qua cái mức này đó hả? Ờ. Thấp sủng như vậy mà không nhảy được sao? Bây giờ bà ngồi bà nhảy đi. Được. Nếu bây giờ tôi nhảy được, ông về đúng không? Ờ. Nhớ nghe, hứa rồi nghe. Mẹ. Ừ? Mẹ nhắm nhảy được không? Con thấy mẹ còn lụng ba nữa, ba nhảy hôm qua sao mẹ nhảy qua được? Hai người xem đây. Cố lên, mẹ ơi, cố lên. Sao hả? Về chưa? Yeah, về ba ơi. Bà nhảy được là tôi nhảy được. Trời ơi! Tại sao? Tại sao lại không được? Nè, ông có nhảy tới Tết Congo cũng không được nữa. Anh, nói là có quà cho em mà. Đâu, đi đây. Ten 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 ten. Ủa, anh nói là anh tặng quà cho em mà sao tự nhiên đưa miếng xốp vậy? Đâu à, đâu? Nè, anh xạo em đúng không? Đưa quà thiệt đây. Ừ, là nó đó. Khi nằm em buồn á, em lôi ra bóp chơi. Bó tay anh luôn á. Cái này là em chơi cả tháng luôn á. Ừ. Ủa anh, mà nhà anh sao lạnh dữ vậy? Chủ nhà chưa sửa cửa sổ nữa hả? Mùa hè thì gió lùa vô còn được chứ mà trời gần cuối năm vậy lạnh chết luôn á. Đưa cái này cho em. Sao? Dán vậy là không khí còn không vô được luôn chứ đừng nói là gió. Bonjour hai người. Chào. Ủa anh cầm gì trên tay vậy? À, cái này là thang hoa. Anh vừa lụm được mà đội còn tưởng là pháo hoa luôn. Còn Mina, lúc nãy có một chiếc xe chở khoai bị lật. Xong rồi Mina chạy quêu quá đấy. Mina lụm giúp cho người ta, xin được người ta tặng cho cái này nè. Từ trên trời rơi xuống á. Ủa nhưng mà trời lạnh vậy không hoàn khăn hả Mina? Hả? Lúc nãy Mina có hoàng chắc là lo lụm khoai quá rớt đâu đấy rồi. Thôi, bây giờ mình có thang rồi nè, mình ra mình nướng khoai mình ăn đi. Được. Okay. Ok. Trời ơi, sao mà lạnh lẽo cô đơn thế này. Chắc ta sắp ngậm sao mà đạo đạo ơi. Con ơi, ông có mệnh hệ nào thì con gọi mộng mộng năm cấp cứu liền nghe con.
sao là không ngủ rồi vậy? Cheers. Cheers. Thank you. It's nice. So, what do you think of our products? Oh, good, good. Yes. You know what? I think we should build a factory, sign a contract, and make our products in Vietnam. Sorry. Tôi làm gì vậy? Trời ơi, đối tác nói tiếng Anh không à? Chú không hiểu được chữ nào hết. Thương chú, qua đứng gần dịch chú nha. Nha. À, ok. Lần này sẽ khác, nhất định sẽ được. Sẽ không tự tôn của mày đâu, phải thành công. Vượt qua mọi giới hạn, vượt qua mọi nghịch cảnh. Ấy ư? Trời của mẹ đây, mẹ có khỏe không? Con đến với mẹ đây, mẹ chờ con nha. Thành công rồi Sang, mày thắng rồi Sang. Toàn ơi, ba thành công rồi con ơi. Bất cứ khó khăn gì mà mình cố hết sức, ráng kiên trì là sẽ thành công. Đây là bài học cho con. Dạ con biết rồi. Bây giờ tôi đi toilet, có chết tôi phải chinh phục cái bức xà này. Đợi đó đi. Con ơi, mẹ đã có cách rồi. Cách gì? Mẹ sẽ sửa xuống thành 1m15. Chắc chắn là ba con sẽ nhảy qua được thôi. Nhưng mà mẹ sửa vậy rồi ba biết được rồi sao? Yên tâm, mẹ sẽ ghi là 1m2. Ba con sẽ không bao giờ biết đâu. Ăn gian hả? Yeah! Yeah! Anh làm gì mặt căng dữ vậy? Tiệc tất niên vui lên. Bộ anh ở dưới quê mới lên phố hả? Em hay quá. Anh nhìn lại em đi. Em giống trên núi mới xuống vậy. Nè, làm thử ly rượu vang không? Rượu vang mà anh làm giống như bia vậy. Làm gì rất đầy dữ nữa. Thì anh đâu biết đâu. Ừ. Cái này được chưa? Được rồi. Ngon lắm á, uống thử đi. À,
rượu rồi kìa. Hai đứa đi kêu phục vụ lấy thêm rượu đi. Chị, để tụi em uống hết ly này xong rồi tụi em đi. Còn uống cái gì nữa? Đi nhanh lên. Hồi cái này lúc đầu á là anh tưởng là đồ để chơi pháo bông luôn á. Em còn tưởng là được ra ngoài biển, ai ngờ ngồi trong nhà nướng khoai lang. Trời. Ôi mà ở nhà vậy mới vui. Chứ bây giờ ra ngoài kia nó vừa lạnh vừa xa. Còn bây giờ ở đây thì được ấm cúng nè, đúng không? Rồi. Ủa anh kiếm gì vậy? Anh kiếm hộp quẹt. Tại vì không có nó thì làm sao mà châm lửa được. À em có nè. Em hút thuốc hả anh? Hút thuốc là chết sớm đó. Cái này không phải của em. Cái này là tự nhiên nó rơi từ trên trời xuống trúng đầu em vậy đó. Cái này cũng vậy nè, anh lụm ngoài đường á. Mira cũng nhặt được cái củ khoai này trên trời rơi xuống nhỉ. Nè miếng xốp này nè, anh kia cũng lụm về đó. Vậy hả? Trời ơi. Nói ra là tụi mình toàn lụm đồ mà rơi từ trên trời xuống không à. Vậy là năm mới chắc là may mắn lắm ha. Chắc chắn may mắn. Yeah. Tôi mày nhúng lửa nóng khoai. Trong lúc đợi Kiên đàn một bài đi. Anh hát một bài đi. Mình hát chung đi. Bài gì vậy? Năm mới là phải Happy New Year. Yeah. Hey. Bye bye. Ba ơi, bài ba, vậy con pháo bông ba, ba. Bài ba, bài ba, vậy con pháo bông ba. Ủa ba sao vậy nè, sao nằm bất động vậy nè. Bài ba, ba, ba ơi, con giờ ba ở nhà mình rồi ba nghỉ quẩn không ba. Ba ơi, vậy ba ơi, có ai không. Bài ba, vậy ba ơi, ba. Ây da, kịp. Đâu lên, anh đêm rồi mất ngủ. Má ngủ chứ, mày vô mày làm sao mà. Má hú hồn luôn, tưởng năm mới ba đi sớm rồi chứ. Mất dậy, đi mua hòm. Ơ quên, đi ra ngoài. Mệt mày ghê à. Chắc chắn là như vậy, và không khí đang cực kỳ sôi động và chúng ta chuẩn bị đến với đạt khoảnh khắc. Nhanh ghê đó anh, một năm nữa sắp qua rồi. Một ngày thì thấy lâu, chứ một năm á, chớp mắt cái là thấy tới rồi đó. Ủa trời ơi, sao bây giờ ông mới tới? Cái mặt bị sao vậy? Đâu có. Trời ơi sao ghê vậy? Tôi xin lỗi nha. Ui, bị đau không? Thì sao tôi biết da mặt ông mỏng manh vậy? Không những da mặt tôi mỏng manh mà trái tim của tôi còn mềm yếu nữa. Rồi thôi mệt quá, để chú đi kiếm dầu sức cho. Cảm ơn. Chị Nhung, anh Lâm, còn 30 giây nữa là qua năm mới rồi đó. Mình lên kia đếm ngược đi. Đi, đi. Đi. Thôi. Đi. Ê, ê. Nhà hàng gì mà thiếu người phục vụ. Sao không có tự nhiên tụi mình thịnh hả? Bưng bê là sao trời? Thiệt tình. Mình lén lén chai mình uống cho đã. Anh nói gì vậy? Anh mà làm bậy đem xử anh đó nha. Thôi đi vô nhanh đi. Không là trễ không đếm thâu đa được đâu. Sao ai cũng hung hết vậy ta? Chúc mừng năm mới. Ai cũng vậy mà. Chúc chú vui vẻ.
Happy New Year. Happy New Year ba mẹ. Năm mới mạnh khỏe. À, con trai của ba cũng Happy New Year. Sống ngay. Năm mới mẹ chúc con nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, càng ngày càng xinh đẹp và đặc biệt là phải kiếm được nhiều tiền nha. Chúc mừng năm mới. Qua năm mới rồi, anh sẽ thương ba mẹ con thiệt là nhiều. À, không cái nữa nè. Cuối cùng thì năm cũ cũng qua, bây giờ phải tận hưởng một năm mới thôi. Sao em vui vậy? Ủa, có chuyện gì hả? Dĩ nhiên. Tại vì năm vừa rồi anh không thấy hả? Em cực kỳ xui xẻo lắm luôn á. Nè nha, không có nhà, tiền thì cũng không có, chưa kể à, còn gặp cái ngôi sao quái quỷ đó nữa. Yên tâm đi, anh nghĩ là sang năm chắc chắn em sẽ may mắn hơn mà. Ừ, em cũng hy vọng vậy. Nhưng mà dù sao thì năm vừa rồi em cũng có nhiều kỷ niệm. Anh không thấy vậy hả? À, chú. Ừ? Hồi nãy quên chúc mừng năm mới anh. Với lại cảm ơn anh nhiều nha. Tại vì thời gian vừa qua anh đã ở bên cạnh em, dù cho em có nhiều khó khăn. Happy New Year. Con mang chè cho con nè. Kiên ơi. Ủa sao anh không mở khói? Kiên, mở cửa Kiên. Ôi thì ông cũng năm mới vui vẻ nha. Tôi nói thiệt với ông chứ tôi cảm giác như qua năm mới đâu, tự nhiên tôi làm gì tôi cũng thành công đó, điển hình vừa rồi đó, bằng lòng tự tin và ý chí quật cường hả, tôi vừa qua mít cái mức xà 1m2. Ồ thì không đó, tôi không tin đâu, ông mập như vậy làm sao mà nhảy được. Trời ơi, có vợ và con tôi đứng chứng kiến mà. Tao nói lúc đầu cho tôi nhảy qua đâu có qua, nhưng mà sau khi tôi đi toilet xong, trời ơi, tự tin nó trỗi dậy biết không. Tôi làm cái vèo đưa lưng qua xà ngọt xớt luôn. Tao nói vợ con nó đứng nó ngưỡng mộ vỗ tay quá trời luôn. Có khi nào trong lúc ông đi vệ sinh vợ con ông đã hạ mức xào xuống không? Thiệt ra mình vượt qua mức xà 1m20, con số thật của nó là 1m15. 1m20 là ở trên này. Tại sao? Biết! Tại sao bệnh sĩ nhục tôi? Trời ơi! Nhất định tôi sẽ vượt qua 1m20 cho bà coi! Bà sẽ thấy chồng bà là một anh hùng! Chắc chắn mình sẽ làm được. Quyết tâm, tự tin sẽ thành công. Bài thứ hai. Con đang ở đâu, bệnh viện nào? Mẹ tới liền. Dạ rồi, em cảm ơn. À, đi cô lấy với Mena chưa xuống hả anh? À, mình chưa. Hay là mình ngồi đây đợi đi. Ok. Và sau đây là một số những nội dung tin tức quan trọng trong ngày. Xe tải chở 2 tấn khoai lang bị lật ở ngoại ô thành phố. Công an quận B vừa giải cứu thành công một vụ tự sát tập thể gồm 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ, trong đó có 2 người nước ngoài. Trong đêm giao thừa, anh nhục quá à. Đầu năm mới mà tự nhiên 4 đứa vô bệnh viện nằm rồi giờ còn lên tức nữa chứ. Trời ơi, xui quá luôn á.
Anh thấy là năm sau là may mắn lắm luôn á. Trời, may mắn gì anh? Xui gần chết luôn kìa. Đâu có. Anh thấy ước mơ của anh trở thành hiện thực rồi đó. Anh ước mơ anh được lên TV. Bây giờ anh được lên TV đó. Anh ước mơ còn nhỏ của anh đó. Rồi, chị cứ suy nghĩ theo hướng đó đi. Một người đàn ông 60 tuổi vừa bị nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng vì tập thể dục quá sức. Cuối cùng thì mục đích của mình vẫn chưa thực hiện được. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà ông cứ cãi không có nghe. Đâu năm là đã nằm bệnh viện rồi. Cố quá thành quá cố đó. Để coi sang năm ông sống làm sao đây. Nói cho anh biết nha, anh biết anh buồn á. Em thấy anh chơi là tại vì anh ham vui thôi. Chứ ở đó mà lấy an toàn làm cái cớ hả? Em thấy là giờ anh cứ như một đứa nít 7 tuổi á. Suốt ngày đòi chơi bóng bi hoài là mới nè. Chơi thôi. Ủa anh Toàn? Cô Hà nói em dưới này nè. Cho nên anh mới tính chạy xuống. Nhưng mà chắc là hai đứa em đang bận làm việc rồi hả? Vậy thôi anh lên phòng nha. Anh Toàn. Đứa nào ông mệt quá trời ơi. Đứa nào ông nội biết sao vậy nội? Trời đất hạnh ơi con. Dạ. Ông mệt quá. Hay là bây giờ nội cứ để con đi lo. Phải ra quận lo giấy tờ tí xíu. Xong rồi trên đường con về con mua thuốc cho nội nha. Trời ơi không ai vợ hả? Thì cả nhà đi hết rồi nội. Trời không ai rồi con cũng bỏ nội con đi hả? Ông vào ông nói chuyện nghiêm túc lắm. Đón xem tập 51 Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 phút ngày 30/10/2018 trên kênh HTV7. Tất cả biển lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thằng thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi à, cãi nhau chuyện chuyện cả gia đình ta. Sao khoai tây.